Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Mình đi biển nha. Đi thôi. Đi biển. Yeah, đi biển thôi. Ủa, anh Nguyên, sao anh không đi học? Giờ chị đi hả? Cho em đi với. Cậu cũng muốn đi nữa hả? Cũng lâu rồi, em không có đi biển. Chị về nha hai đứa. Dạ, em chào chị. Tâm Anh. Hả? Em làm bài xong chưa? Xem làm tiếp. Chị ơi. Hả? Lát chị pha cho em ly nước cam nha. Chị ơi, đó là biển hả chị? Đẹp quá à. Đúng rồi. Em chưa đi biển bao giờ hả? Hả? Đi biển là ước mơ của em đó. Đi biển thôi mà, có gì đâu mà là ước mơ ghê vậy? Ba em làm nghề đánh cá ngoài biển. Nếu như em ra biển thì em sẽ cảm giác được gần ba hơn đó. Chị chắc chắn sẽ đưa em đi biển mà. Thiệt hả chị? Đi bằng chiếc đó nữa nha chị. Chị xe máy nè. Em chào anh Nguyên. Ủa, cậu cần cái gì hả? Không có đâu. Chị ơi, chị đem máy này nè. Em đang vẽ đó hả? Dạ, em đang vẽ hai chúng ta đi biển nè. Cái này là hai chị em mình đó hả? Dạ, còn cái này là ba nè. Ba nè, hai đứa. Trời, em vẽ ba vậy luôn hả? Dạ. Còn cái này là gì đây? Con cá đó. Ước gì em được ra biển sớm. Nếu như được ra biển thì em sẽ cảm giác được gần ba hơn. Trời ơi, bảnh gì ta? Đi coi xe mà mua mô tô luôn hả? Có, đi kiếm chiếc xe cũ cũ thôi hả? Trời ơi, kiếm mua chi trời? Mua máy chơi game rồi mà đi, bây giờ đi mua xe chi nữa? Thì tại tôi có chuyện cần. Anh ơi. Dạ. Anh cho em hỏi, ở đây mình có chiếc xe nào mà cũ cũ giá nó mềm mềm không anh? Chiếc này cũ cũ thì tầm 200 triệu. Còn chiếc này thì tầm 400 triệu. Vậy anh cần giá bao nhiêu? Dạ Nguyên ơi. Ơi, dạo này tôi thấy bạn lạ lắm nha. Ê, xe cũ mà chạy ngon quá. Giọt nè. Chào cậu. Chào chị. Cậu còn lấy gì hả? Không. Chị nè. Này của chị. Ủa, chị khóa gì vậy? Thằng bạn nó dư chiếc xe, nó đưa cho em chạy. Em đưa cho chị, để chị chở Tâm Anh đi biển đó. Cảm ơn cậu. Nhưng mà tôi đâu có biết chạy xe đâu. Ủa, vậy hả? Em không biết là chị không biết chạy xe. Hay là để em chỉ cho. Chỉ hả? Để em chỉ cho, dễ hẹt à. Vậy hả? Chị biết chạy xe đạp đúng không? Chưa. Chưa luôn hả? Chị có khiếu thể thao, chắc học mấy cái này cũng dễ lắm. Việc đầu tiên á, là mình phải đội nón bảo hiểm. Đó, xong rồi. Rồi, việc thứ hai là mình leo lên xe. Những điều cơ bản em đã nói chị hết rồi đó. Bây giờ chạy thử đi.
Vì đầu tiên á là mình nổ máy. Nổ máy rồi nè. Thấy chưa? Đơn giản đúng không chị? Nhưng mà tôi vẫn còn thấy sợ sợ. Thôi không sao đâu. Bây giờ phần kế tiếp á, dặm số. Dặm đi. Rồi. Bây giờ nè, anh nhìn phía trước. Lưng ra nhẹ 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 thôi nha. Nhớ là nhẹ nhẹ thôi nha. Tôi biết rồi. Ừ. Bắt đầu. Ơi loạn. Chị có sao không chị? Chị có sao không? Chị có sao không? Có sao không chị? Tôi không sao. Tôi xin lỗi cậu nhiều nha. Có thiệt là không sao không? Không sao mà. Sao em nói là chị lên ga từ từ thôi. Chị không nghe. Tại tôi xin lỗi. Mà sao chị không bóp thắng? Lúc đó tôi còn không biết tôi tên gì nữa. Sao nhớ cái thắng nằm đâu? Có chắc là chị không sao không vậy? Đau đây hả? Không, tôi không sao. Xin lỗi cậu nhiều lắm nha. Không có gì đâu. Vô nhà đi, vô nhà đi, vô nhà đi, vô nhà đi. Ủa cái gì vậy? Đây là bản hướng dẫn đi ra biển. Nếu mà chị đi xe máy nguy hiểm thì nên đi xe buýt cho nó an toàn. Cảm ơn cậu nha. Mà đi xe buýt á thì phải thay đổi rất là nhiều chuyến, ít nhất là tới 2 tiếng lận á. Hả? Mất 2 tiếng lận hả? Mà chị có thường đi xe buýt không? Tôi có đi rồi. Nhưng mà đi xa vậy á thì tôi chưa có đi bao giờ hết á. Vậy thì không được. Mà chị cũng đâu có rành đường đâu đúng không? Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu nha. Bây giờ cũng chưa có cần đi biển liền mà. Tôi không dám làm phiền cậu đâu. Không sao đâu mà. Thôi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Vậy cái này tôi giữ nha. Dạ. Cảm ơn cậu. Tâm Ý hả? Dạ. Cô dặn cái này chút. Dạ. Hôm nay bên gia đình chồng cô có tiệc, cô không có ăn cơm tối nha. Dạ. Ông cũng nói là ông không có ăn cơm ở nhà hả cô? Ủa, vậy hả? Dạ. Nếu vậy con nấu cơm tối mình thằng Nguyên ăn thôi nha. Dạ, con biết rồi cô. Cô đi công việc. Mà cô ơi. Có chuyện gì? Con dẫn Tâm Anh ra ngoài chút được không cô? Con cứ đi đi. Dạ, con cảm ơn cô. Cô đi công chuyện nha. Dạ. Toán nè, tiếng Việt nè, đủ hết rồi. Tâm Anh. Hả? Hôm nay mình đi biển nha. Thiệt hả chị? Ừ. Đợi em đi học về là mình đi liền luôn. Yeah, vậy là được đi biển rồi. Yeah. Hello, bạn mình ơi. Bữa nay á, kiểm tra một tiết, điểm nhân hệ số 2 á, chuẩn bị xong hết chưa? Biết rồi. Cậu Nguyên ơi, chị em tôi đi biển đây. Tôi sẽ đi theo chỉ dẫn cậu đã đưa. Tôi có chuẩn bị buổi tối cho cậu rồi. Cậu chỉ cần hâm lại là được. Cảm ơn cậu nhiều nha. Không biết đường đâu mà đi. Mà chị có thường đi xe buýt không? Tôi có đi rồi. Nhưng mà đi xa vậy á thì tôi chưa có đi bao giờ hết á. Vô học kìa. Nguyên, Nguyên, hôm nay kiểm tra một tiết đó. Mình đi biển nha. Đi. Đi thôi. Đi biển. Yeah, đi biển thôi. Ủa? Ủa? Anh Nguyên, sao anh không đi học? Giờ chị đi hả? Cho em đi với. Cậu cũng muốn đi nữa hả? Cũng lâu rồi, em không có đi biển. Yeah.
Chị đi. Trai ơi, hãy đến chỗ ba thật nhanh nha. Ba lên nha. Ba có khỏe không? Tụi con đang ở ngoài biển nè. Tâm Anh nói khi được ra đây sẽ cảm thấy gần ba hơn. Con cũng thấy vậy nữa. Con vui lắm. Được nhìn thấy biển, con vui lắm. Con muốn sau này sẽ được đi nữa. Con hứa là sẽ không khóc và cùng Tâm Anh cố gắng để chờ tới lúc chúng ta gặp lại nhau. Ba nói dù ba ở đâu cũng nghĩ về tụi con. Tụi con ở đây cũng nghĩ về ba nữa. Vậy nên ba phải cố gắng lên nha. Tụi con mãi yêu ba. Trời, em làm gì chạy với Tâm Anh? Mắt dễ xinh lắm. Từ thôi. Từ đó. Chị mệt không? Mệt lắm đúng không? Biết vậy em nhờ cậu ba chở đi cho rồi. À Nguyên. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Có gì đâu. Thôi chị về phòng nghỉ đi. Cậu ngủ ngon nha. Con mới về đó hả? Dạ đúng rồi. Hình như là bài kiểm tra một tiết hôm nay con bỏ thi thì phải. Dạ tại con bị đau bụng đó mà. Ủa con bị đau bụng hả? Dạ đúng rồi. Vậy đi toilet xong tại sao không quay lại thi tiếp hả? Dạ con mắc cỡ mà. Tội nghiệp con quá. Dạ. Con mắc cỡ vậy chứ là con bị điểm không, con có mắc cỡ không? Đâu mẹ ơi, mẹ đau đâu mẹ? Mẹ đau đâu? Con dám chạy đây. Mẹ ơi, con đưa lại cho mẹ đi cho. Mẹ ơi.